sốt ruột, 7 tuổi mà con trai chị mới được 18 ký, mua nhiều thuốc bổ không chịu uống, chụp ảnh với lớp mà mãi chẳng nhìn thấy con đâu vì bé quá. Tranh thủ tiết xong nói nhiều lì xì không biết cần bổ cái gì bây giờ. Rất nhiều trường hợp ba mẹ gặp tương tự như chị Thách ở trên phải không ạ? Con cái rõ ràng ăn uống đầy đủ mà cân không tăng, thay đổi thời tiết còn hay ốm vặt nữa, mua nhiều vitamin thuốc bổ thì con lại sợ không dám uống. Là chị lớn của ba bạn nhỏ thì mình cũng phần nào hiểu điều này cùng với các bậc phụ huynh. Một thời gian dài thì thấy bố mẹ cho các em dùng rất là nhiều thuốc tăng chiều cao, kích thích ăn ngon rồi là vitamin tổng hợp. Mỗi lần mà dụ được các em uống thuốc thì như là một cuộc chiến vậy. Nhưng bây giờ thì mình đã tìm được giải pháp. Các dòng sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ em, tất cả các dưỡng chất cho các em đều ở đây. Các em nhà mình ăn ngọt như kẹo, chuẩn bị lớn nhanh, khỏe mạnh và thấy bố mẹ nhà như không. Hầu hết trong bảng dinh dưỡng của các dòng canxi này bao gồm có vitamin A, vitamin C, D và E và các vitamin của nhóm B như là B1, B6, canxi tổng hợp và kẽm, đảm bảo cung cấp đầy đủ canxi cho trẻ nên sẽ không bị còi xương hay là phát triển chiều cao rất là tốt. Các kẽm và các loại vitamin có vai trò bù lại các dưỡng chất bị thiếu, cho nên các bé sẽ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ của trẻ. Sử dụng một thời gian thì các em ăn uống ngon miệng hơn, ít ốm vặt hơn, và từ 3 tuổi là các bé có thể dùng được rồi. Vị không khác gì kẹo nên là các bé rất là mê, cứ đều đều ngày 3 bữa, không phải lo trẻ sợ uống thuốc nữa đâu ạ. Khi mà các bé phát triển tốt, đề kháng khỏe thì ba mẹ cũng yên tâm hơn đúng không nào? Sức khỏe của các con là ưu tiên hàng đầu, nên các bậc phụ huynh hãy nhanh tay sắm ngay canxi tăng chiều cao về cho các con nhé.